Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với channel của Nhung. Thì sơn gel màu trắng ấy bao giờ cũng là một cái màu sơn cực kỳ khó. Thì hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cái cách sơn nó không bị lem và sơn một cách rất là đơn giản nha. Thì để mà sơn được một bộ sơn gel ấy màu trắng, tức là một bộ sơn gel để mà sơn đẹp đi chăng nữa ấy, thì mình cái khâu quan trọng nhất là cái khâu đẩy da, cái khâu làm da, khâu làm thật sạch da. Đó, thì ở đây thì mình đã ngâm tay và bôi kem mềm da trong vòng 5 phút và sẽ dùng cây đẩy để mình đẩy. Và nhớ là phải cây đẩy như thế này nha. Các cây đẩy khác rất cùn không thể dùng được. Tiếp theo đấy là mình sẽ sử dụng kim ngọc bạc để mình cắt da. Mình cắt một bên rồi thì bây giờ mình sẽ cắt thêm một bên nữa. Cái khâu nhặt da này cái câu cực kỳ quan trọng để mà làm nên một bộ sơn gel đẹp. Nhất là những cái màu sơn như màu trắng chẳng hạn. Ví dụ mọi người có thể sơn màu đỏ, màu hồng cực kỳ đẹp, nhưng riêng màu trắng thì rất rất ít người có thể sơn đẹp được. Thì để mà sơn đẹp được ấy thì bao giờ cũng thế, phải làm các cái khâu này thật quan trọng này. Bởi vì khi mà các khâu này nó không làm, mọi người làm nó không ổn ấy, thì khi mà đi cái các lớp sơn gel ấy, nó sẽ bị chảy lên trên nhau. Nhìn nó sẽ rất là xấu và nhìn nó sẽ rất là kinh mắt. Như những cái clip trước ấy thì mình đã chia sẻ rất nhiều về những cái cách nhặt da của mình. Cái cách cầm kìm như thế nào, rồi cách nhặt chanh, rồi cách như thế nào nữa. Nói chung để mà muốn đẹp được như thế này thì mọi người phải luyện thật là nhiều nha. Thường thì da tay của người ta nó chỉ có như thế này thôi này. Nên mọi người dùng kìm, cầm kìm khéo một chút và nhặt da ấy. Tức là nhặt ít một chút, tức là nhặt non thôi, đừng có nhặt già quá không bị chảy máu là mình sẽ không tự tin. Mình nhớ nha, đi tất cả những cái phần khóe, những góc cua ấy, những góc rất là khó, thì mọi người cố gắng đi làm sao để cho nó ổn nhất và nó sẽ không bị chảy máu. Tiếp theo đấy ấy, là có một cái mẹo như thế này này, là mình hay dùng cái phần rũa phẳng ấy, mình rũa đi hết tất cả những cái phần da trên để cho nó mịn màng nhất một cách có thể. Tức là khi mà mình đi như thế rồi, tất cả những cái sợi da nào còn thừa trên bề mặt móng nó sẽ đi hết, nó sẽ ra hết, là mình sẽ làm được một bộ sơn gel đẹp. Đấy là một trong những cái các bước nha. Có những bạn hỏi mình là tại sao mà làm y hệt như thế này rồi mà mình vẫn không sơn gel được tròn khỏe, thì giải thích cho mọi người biết là nó tất cả các bước nó phải kết hợp với nhau. Sau khi mà làm xong cái này rồi thì mình sẽ đi mình phao sần này, rồi phao mịn lại. Để mà làm được một bộ móng ấy thì không chỉ là một bước làm tốt mà tất cả mọi bước đều phải kết hợp nhuần nhuyễn vào với nhau. Đấy là lý do tại sao mà những người làm lâu rồi, càng làm lâu càng có nhiều kinh nghiệm, thì người ta làm càng bền, càng đẹp, càng tròn khóe. Nó là như thế bởi vì không phải là tự nhiên, mà nó đây là một quá trình mình làm ấy, mình rèn rũa rồi là mình trau dồi ấy, tích lũy kinh nghiệm. Nói chung là cái gì làm nhiều nó cũng sẽ hay hơn là nói. Đó. Nó phải kết hợp cả những cái bước, như kiểu là cái phần bị xước ở đầu móng ấy, thì mọi người đều phải làm cho nó thật sạch bằng cái phao. Tiếp theo cái bước này này thì sẽ sử dụng cái miếng giấy lau gel lau hết đi, lau thật sạch đi đã. Các bước này nó kết hợp với nhau này, kèm theo cả cái bước sơn nữa, thì nó mới sẽ tạo nên được một quy trình để làm nó ok được. Khi mà mình vẫn còn thấy rờm như thế này này thì mình sẽ dùng kìm mình cắt đi một chút, cắt đi đến khi nào mình cảm thấy ổn là được. Không có gì tự nhiên nha, không có gì tự nhiên mà giỏi được, để người ta đều phải cố gắng. Ở đây mình sẽ dùng hai chai dung dịch của Vinimay. Ở đây mình không nói cái cách làm như thế nào, mà tức là mình sẽ chỉ cho mọi người cái mẹo mà mình hay sử dụng để cho sơn những cái bộ sơn gel nó khó sơn ấy, mà lên nó vẫn đẹp, vẫn nét. Nó có một cái mẹo mình rất hay sử dụng, đó chính là mình dùng chính cái cây đẩy da ấy, mình đẩy lớp cuối cùng trước khi mà mình sơn tốt bóng để mình sơn thêm một cái đường nữa. Như thế thì nó sẽ gọi là cái gì nhỉ? Nó sẽ là tròn nét nhất.
đi bây cũng là rất là quan trọng nha, đi phải thật ít thôi để nó không bị chảy bây ra phần ngoài. Thì khi đó mình mới làm nó làm cái nước sơn nó không bị chảy theo. Sau khi mà xong các bước này này thì nhớ phải khóa thêm một chút nữa như vậy để giúp sơn gel nó bền. Sau khi mà làm xong ấy thì mình sẽ được một cái bộ móng, mình nhìn sơ qua như thế này là cũng thấy là khá là bền. Tức là nó khá là nhìn khá là tròn rồi ấy. Thì cái bước tiếp theo là cái bước mà sơn này. Cái bước sơn này thì đòi hỏi mình phải sơn thật khéo. Tức là màu trắng là những cái màu mà dễ lộ nhất và nhìn là nó phản ánh luôn được. Nên là mình sơn thế nào? Tức là khi mà mình nhặt ra sạch rồi ấy, thì mình đẩy lên trên cái phần đầu móng này này. Nó sẽ không bị vướng bất cứ một cái cặn nào, một cái cỗi nào ấy. Bạn nào mà sơn chậm nhá, tức là mình ở đây mình sơn rất là nhanh, thì mình sơn luôn 5 đầu ngón tay. Còn bạn nào mà sơn chậm ấy thì nhớ cái mẹo của mình nhé, là cho đi hơ 3 ngón trước. Tức là mình sẽ sơn ví dụ như kiểu là 3 ngón ở phía dưới trước, hoặc là ngón cái với ngón trỏ trước, rồi mình sẽ cho đi hơ. Tiếp theo đó là mình mới sẽ sơn các ngón còn lại nha. Chứ nếu mà ví dụ như các bạn nào mà mới học ấy, sơn đã chậm rồi mà những cái dòng sơn này này nó những cái màu sơn như thế này này, kể cả là dòng tốt, dòng không tốt đều rất là có một cái độ chảy và có một cái độ loang nhẹ thôi. Nếu trong trường hợp mọi người đẩy đến 100% rồi ấy, thì nó sẽ bị tức là bị như thế nào nhỉ? Nó sẽ bị chồm lên trên phần 101. Cho nên là sơn gel mình khuyên mọi người là sơn tất cả mọi màu đều đẩy 80% đến 90% thôi, còn chừa lại cho mình một cái đường để mình đi sơn lớp 2. Nhìn này, khi mà mình làm da sạch rồi, làm móng sạch rồi thì mình ắp sẽ tròn. Mà không may bị mà dờm ra một tí như thế này thì gấp một cái miếng giấy lau gel thành hình tam giác rồi mình sẽ lau nhẹ nhàng như thế này đi. Đó, rồi sơn lại. Đây là toàn bộ những cái mẹo mà mình hay sử dụng trong cái quá trình làm. Còn một cái mẹo nữa thì đợi một chút nữa thì mình sẽ chỉ cho mọi người nhìn. Thì mong rằng là cái video này sẽ hữu ích cho các bạn nào mà mới học sơn. Học sơn hoặc là đi mà tuyển nhân viên ấy, đi ứng tuyển nhân viên ấy, thì cái khâu mà tức là gọi là cái khâu gì nhỉ, cái khâu test thợ của những cái chị chủ ấy, bao giờ người ta cũng sẽ test cho mọi người cái màu trắng. Và người ta nhìn nhìn là người ta sẽ biết ngay rằng là thợ này có kinh nghiệm chưa, rồi là làm có ổn không. Đấy, đấy là những cái rất là cơ bản. Hầu như ai cũng thế, mình đi test thợ ấy, toàn bộ mình test màu sơn bằng trắng hết. Đó. Rồi. Bây giờ nhá, sẽ sơn lớp 2. Mọi người sẽ sơn lớp 2 này, đẩy lên trên này. Bây giờ lớp 2 ấy, thì mình có quyền đẩy lên 100% bởi vì cái lớp thứ nhất nó là làm nền xong rồi. Lớp 2 mình chỉ bổ sung lớp thôi. Khi mà mọi người làm đủ các bước như mình nói ấy, kết hợp với nhau nhuần nhuyễn ấy, thì ắt hẳn luôn là một bộ sơn gel chắc chắn nó sẽ đẹp và nhất định nó sẽ bền. Chỉ mẹo cho mọi người này. Bây giờ cho đi hơ này và mình sẽ chỉ mẹo cho mọi người này. Tức là nhá, cái móng này của mình tròn rồi thì không cần thiết. Nhưng mà mình sẽ chỉ cho mọi người cái cách mà mình hay dùng khi mà cảm thấy sơn gel nó không được bền, không được tròn. Thì mình sẽ đẩy ra như thế. Và mình sẽ chịu khó, mình sẽ sơn thêm một lớp nữa. Mình đẩy hẳn lên trên. Như thế này đảm bảo với mọi người là cái mẹo này dùng cực kỳ hữu ích đối với tất cả mọi người luôn ấy. Tức là mình chỉ đẩy một chút thôi nha. Và mình sẽ sơn chồm lên cái lớp mà mình cảm thấy nó chưa ổn. Đó. Và cuối cùng là sẽ đi top. Mình sẽ đi top cả 10 đầu ngón tay nha. Và để chuẩn bị đính đá theo kiểu Hàn Quốc. Có rất nhiều bạn nhắn tin hỏi mình là tại sao mà làm đủ các bước rồi nhưng nó vẫn bị chóc đầu móng không sơn tròn khỏe. Thì mình đảm bảo và mình khẳng định luôn là do các bạn chưa kết hợp nhuần nhuyễn các bước với nhau. Đó, bây giờ mình sẽ đính đá nha. Thì mình sẽ đính bằng keo mới X-Bond này, vì nó có cái đầu chổi rất là tiện. Tiếp theo đấy là mình sẽ sử dụng một cái đầu sần hoặc đầu mịn của cái rũa này này. Sẽ rũa đi cái bề mặt móng và cái màu trắng này nó hơi khó nhìn. Rũa ấy, bao giờ cũng sẽ rũa chỉ
cái phần mà mình định đính thôi nha, và cả cho keo lên những cái phần mà mình định đính, tức là mình mài rồi ấy. Tiếp theo đấy là mình sẽ cho cái phần đá này lên này. Đá này siêu, tức là mình mà đã làm như thế này rồi ấy, thì mình đã đặt lên trên cái chốc phần keo rồi ấy, thì không thể nhấc lên được. Bởi vì sao? Tức là rất nhiều người không biết cách và dùng ấy, người ta sẽ cho keo lên cái phần tốp bóng mà chưa mài, thì nó sẽ xảy ra một hiện tượng là rất là dễ bị trôi, tức là xô trôi cái phụ kiện ra ấy, và nó không ăn lên trên bề mặt móng. Đấy là do mọi người cho keo lên trên bề mặt tốp chứ không cho keo lên bề mặt mà mình đã mài. Cách của mình đang dùng đây nhìn nó hơi thổ dân nhưng mà mình thấy nó rất hiệu quả này. Mình sẽ cho keo lên trong những cái phần mà nó chưa đính. Thường thì sử dụng bằng gel nha, nhưng mà mình hay có thói quen dùng bằng keo. Đây là bộ móng sau khi mà mình đã hoàn thành này. Mong rằng cái video này này sẽ giúp được cho mọi người sơn tròn khỏe hơn. Cảm ơn mọi người đã xem đến cuối video. Hẹn gặp lại mọi người video sau nha.